sẵn xe nào lòng rừng trước mênh mông cá tôm ngập đồng phận đời long đông em tao tận mưa nắng trên sông lòng người đã chết rồi, có chuyện rồi. Cái gì? Ai chết? Chết cái gì? Chết. Em Bình chết rồi. Hả? Con Bình nó làm sao? Em Bình chết. À không phải, cậu Ba đem một con gà đá về đưa cho em Bình giữ. Hả? Hả? Như vậy là chết con Bình rồi. Chết thiệt rồi. Dì Bảy ơi, em Bình ngây thơ không biết chuyện gì hết. Cậu Ba đưa con gà đá cho em Bình lấy tay ôm liền. Chết thiệt rồi. Dì Bảy nghĩ cách cứu em Bình đi dì Bảy. Trời ơi, biểu gì nghĩ cách. Bây làm như mới làm gia đình trong nhà này ngày một ngày hai vậy. Lệnh của cậu Ba bà chủ còn chưa dám cãi nữa, huống chi là gì. Bây giờ sao? Vậy là chết em Bình thiệt rồi. Không được, không được rồi. Lũ. Dạ. Bây giờ bây chạy đi đâu? Con chạy đi nói cho em Bình biết. Trời ơi, bây tính nói cái gì cho con Bình biết? Thì con nói hết cho em Bình biết. Con nói là tại sao thằng Lân bị cậu Ba đánh chết. Trời ơi, cái chuyện này bà đã cấm nhắc lại. Bà Bê muốn chết sao mà còn nhắc lại nữa. Nhưng mà nếu mà không nói cho em Bình biết, con sợ có chuyện không hay cho Bình. Nhắc lại chưa chắc đã tốn cho con Bình đâu, không khéo lại làm cho nó sợ hãi thêm nữa. Chi bằng con cứ để cho nó sống hồn nhiên như vậy đi. Nhưng mà con sợ lỡ như thương con Bình á, thì mày phải ráng phụ nó coi sóc con gà cho thiệt tốt, đừng để xảy ra chuyện là được rồi. Dạ. Sống chết có số, đã là phận tôi đòi thì phải cam chịu thôi con ơi. Bong bóng bang bang nên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chứ ăn cơm hẩm cháo qua nhà người. Bong bóng. Ê, tao quên, mày là con gà chứ đâu phải con cá đâu mà hát bóng bóng. Phải hát như vậy mới đúng nè. Gà ăn lúa vàng lúa bạc nhà ta, chứ ăn lúa hẩm gạo qua nhà người. Ê, mày cười gì vậy? Dạ con xin lỗi cậu Ba, nhưng mà con mày cười đã chưa? Dạ. Dạ. Mày cười xong đi rồi nói, chứ vừa cười vừa nói ai nghe cho được. Dạ. Dạ con. Dạ con. Mày điên rồi hả? Tự nhiên mày cũng cười được. Dạ con không có bị điên, mà tại vì con hát cho con gà nó nghe, mà con mắc cười quá con nhìn không có được. Mày hát cho con gà nghe hả? Dạ. Ủa con gà biết nghe hát luôn hả? Dạ nó biết nó nghe á cậu. Mà chắc tại con hát cũng hay cho nên là nó thích nghe vậy á. Mà cậu ba có thích nghe con hát không? Con hát thử cho cậu Ba nghe nha, con hát hay lắm á. Hát thử tao nghe. Dạ. Mà mày hát cái bài hồi nãy mày mới hát cho con gà nghe. Cậu Ba muốn nghe con hát bài hồi nãy á hả? Ui con không hát đâu. Tại sao?
Con sợ con hát cái cậu ba mắc cười. Cậu ba cười rồi cậu ba đau bụng, cái cậu ba đánh con á. Thôi để con hát bài khác nha. Tao biểu mày hát cái bài mà mày đã hát cho con gà nghe, không có được cãi. Dạ cậu ba biểu thì con không có dám cãi, nhưng mà cậu ba có mắc cười thì cậu ba cũng ráng chịu nha. Không có phải lỗi của con đâu, con nói trước rồi đó. Hát nhanh đi. Dạ. Mày giữ mặt tao đâu hả? Dạ dạ con hát liền nè. Ồ ồ ồ. Gà ăn lúa vàng lúa bạc nhà ta, chứ ăn lúa hẩm gạo qua nhà người. Ồ ồ ồ. Mày hát bài này cho con gà nghe hả? Dạ. Thấy chưa? Trời ơi. Con đã nói rồi mà, cậu ba thế nào cũng cười, thấy chưa? Bây giờ cậu ba cười rồi, nhưng mà cậu ba hứa rồi đó nha, cậu ba không được đánh đòn con á. Không đánh thì không đánh, nhưng mà mày phải hát một bài nữa cho tao nghe. Hát nữa hả cậu ba? Ừ. Nếu vậy á thì con sẽ hát một bài ruột cho cậu ba nghe nha, đảm bảo cậu ba sẽ thích liền. À khoan, cậu ba đợi con nghe. Cậu ba đứng đây đi, cậu ba đứng đây nè, đợi con nha. Dạ cậu ba, đây nè. Cậu ba ngồi đi cậu ba. Cậu ba ngồi xuống. Đó, con mời cậu ba uống nước. Âu ơ, má ơi, con dịch chết chìm, thò tay con vớt. Âu ơ, thò tay con vớt, con cá liềm kìm, nó cắn con. Dạ, 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 cậu ba, chém sạc, chém sạc, chém sạc, chém sạc, trời, chém sạc, chém sạc. Cậu ba có sao không, cậu ba? Cậu ba, khiếm sạc, khiếm sạc. Cậu ba có sao không cậu ba? Con xin lỗi cậu ba nha. Dạ, con xin lỗi. Hát lại tao nghe. Hát lại hả? Ừ. Nhưng mà cậu ba mới sạc mà. Dạ, rồi con hát lại. Nhưng mà con hát rồi cậu ba đừng sạc nữa nha. Âu ơ, má ơi, con nhìn chết chìm, thò tay con vớt. Âu ơ, thò tay con vớt, con cá liềm kìm nó cắn con. Trời, chết rồi cậu ba ơi. Con xin lỗi cậu ba nha. Cậu ba sặc nữa rồi thấy chưa, con nói rồi mà. Con xin lỗi cậu ba. Em. Dạ. Dạ cậu kêu con. Hôm qua tao biểu mày cái gì? Tao hỏi hôm qua tao biểu mày cái gì? Sao không nói? Dạ cậu ba biểu gì con không nhớ. Mày không nhớ hả? Lời tao dặn mà mày dám không nhớ hả? Vậy thì mày cắt bỏ cái lỗ tai mày luôn. Dạ, đi. Dạ không phải. Không phải lời cậu ba dạy mà con không có nhớ, mà tại vì cậu ba dạy cùng một lúc nhiều việc quá nên con không biết cậu ba nói tới việc nào. Vậy thì bây giờ mày nhớ hôm qua tao dặn mày cái gì rồi chứ? Dạ, hôm qua cậu ba dặn con là đừng có ướp bò bít tết mặn. Con đã làm lại cho cậu ba rồi mà. Mày dám trả treo với tao không mày? Đi ra kêu quỳ gối. Đợi tao ăn xong rồi xử tiếp. Thiệt là khờ quá. Đã biết cậu ba khó tính xưa nay, không có thích người ở trả lời, chẳng thà mình nhận lỗi đi còn ít bị đòn hơn nữa. Một mình đâu? Dạ 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 con. Gọi chiếc cặp khác cho tao. Dạ dạ con đi liền. Cái này đâu hả?
ai nấu? Dạ. Dạ. Trời ơi, con hiểm này, rõ ràng là canh nó nêm nó nếm, giờ nó đổ thừa cho em Bình là sao? Cái thứ đồ ác nhân thất đức mà. Con hiểm nó xấu tính xưa nay rồi mà, thế nào con Bình cũng bị đòn quan cho coi. Canh này ai nấu? Dạ. Dạ. Tao hỏi canh này ai nấu? Con nấu. Khờ quá, khờ quá, tự nhận mình đi nấu chi không biết nữa. Chắc là nó tội nghiệp con Hiểm. Tội nghiệp Hiểm gì? Con Hiểm có bao giờ tội nghiệp em Bình đâu. Khờ chi mà khờ quá trời vậy? Tao cho mày nói lại một lần nữa, canh này có phải do mày nấu hay không? Đừng bao giờ ngu ngốc, những tội tha cho người khác, ăn đòn không có dễ chịu đâu. Canh này ai nấu? Dạ. Dạ con nấu. Mày nấu canh rất là ngon. Cậu nói ngon. Đúng. Hả? Mày nấu canh rất là vừa miệng tao. Dạ nhưng mà canh này, khi tao nói chuyện không được cắt ngang lời tao nói nghe chưa? Thưởng công cho mày nấu canh ngon, hôm nay mày khỏi rửa chén. Phần dọn dẹp đó để nguyên cho con Hiểm nó làm hết. Dạ canh này của con. Tao đã nói khi tao đang nói không được cắt ngang lời tao. Mày muốn nhịn đói luôn ngày hôm nay không mày? Hả? Dạ không, dạ không. Trời ơi, em Bình có cần tu nên em Bình thoát nạn rồi. Ủa, sao em Bình thoát nạn mà giờ bảy không vui vậy? Vui, nhưng mà lo. Bảy lo gì? Thì cậu hai mới đi sớm về hả? Ừ. Cậu hai có khát nước để cậu rót nước. Đây nè, khỏi khỏi đi. Cậu mới uống nước nhà ta điền rồi. Dạ. Mợ hai đâu rồi? Dạ, mợ hai đang dọn dẹp trong phòng. Dọn dẹp? Dạ. Còn cô không biết sao tự nhiên mợ hai lại vậy nữa, rủ ra khỏi phòng, kêu là để tự dọn dẹp trong phòng. Trời sắp bão tới nơi sao tự nhiên dọn dẹp vậy trời? Nghe con Hiệp nói em đang dọn phòng, anh cứ tưởng nó đang nói giỡn, té ra là thật. Em dọn cái gì vậy? Em đang dọn chỗ để đặt bàn thờ Phật. Anh đi lại đây coi coi em đặt chỗ này có hợp lý không. Dọn chỗ đặt bàn thờ Phật? Ừ. Đừng có nói là đặt bàn thờ Phật trong buồng ngủ nha. Thì là vậy, em đã thỉnh tượng Phật về rồi. Thờ Phật thì thờ ở phòng khách, ai lại thờ trong phòng ngủ của vợ chồng bao giờ đâu. Tội lỗi lắm. Anh á, đúng là không biết cái gì hết trơn hết trọi á. Mình cầu con á thì phải thờ Phật ở trong phòng ngủ mới linh. Anh biết không, tượng Phật này á em phải thỉnh từ Liên Hoa Tự về đó. Liên Hoa Tự? Phải. Em nghe mọi người đồn á, Phật ở đây cầu tự là rất linh. Em phải lặn lội nửa ngày trời mới thỉnh được tượng Phật về đó. Rồi á phải hì hụi cả buổi mới dọn xong. Anh thấy em có giỏi không? À, giỏi thì có giỏi, nhưng mà sao em không kêu con Hiểm phụ đi mà làm một mình vậy? Cái này á người ta gọi là thành tâm thành ý. Anh, sao em linh cảm á sắp tới vợ chồng mình sẽ sinh được con á? Linh cảm? Em linh cảm bao nhiêu lần rồi mà có lần nào linh ứng đâu. Thì tại mấy lần trước á em không tìm đúng chùa, đúng Phật. Bây giờ
em đem cả Phật vô phòng để thờ rồi, sao không linh cho được? Bao nhiêu thầy đã khám rồi, nói anh không có hy vọng gì nhiều, vậy mà em còn tin vô mấy cái chuyện mê tín dị đoan nữa. Trời, cái anh này sao nó lớn quá vậy? Chắc có tài đó. Lỡ như má nghe được là tiêu đời hai vợ chồng mình luôn á. Anh nghĩ cái chuyện này á, mình cũng không nên giấu má lâu hơn nữa đâu. Trước sau gì má cũng biết chuyện này thôi. Thì á, hai vợ chồng mình phải cố chứ sao. Có bao nhiêu á, thì phải hy vọng bấy nhiêu. Nếu không á, má cưới vợ cho chú ba rồi má sẽ... Em đừng có lo lắng về chuyện này nữa. Cái chuyện cưới vợ cho Khải Duy không có đơn giản đâu. Ờ hé, em đúng là ngu thiệt, cứ lo lắng lung tung. Đúng là ở cả cái xứ này kiếm được một người cho má ưng ý mà chịu lấy chú ba làm chồng thiệt là không dễ dàng. Thôi không nói nữa, đi qua đây với em. Qua đó làm cái gì? Thì lại Phật cầu con. Đi. Khải Duy, tôi tới rồi nè. Khải Duy, bông xua. Asajevu, Asajevu. Come on, thật là vu. Come on, thật là vu. Ủa, nó nói gì? Không biết. À, vu, vu bạc lê français. Vu bạc lê français. Mày nói tiếng Việt được không? Tụi này không hiểu tiếng ngoại quốc. Tiếng Việt. À, ý nó nói là nó quên hết tiếng Việt rồi. Gì? Quên hả? Mới đi có 3 năm mà quên gì trời. Vậy bây giờ mình làm sao mà nói chuyện được với nó đây? Tao giỡn với tụi mày một chút thôi, tưởng thiệt hả? Trời ơi, thằng quỷ. Trời ơi, thằng quỷ. Nãy giờ tưởng thiệt không à? Dạ thưa ông, dùng chi à? Em, y như cũ. Dạ. Rồi ha, chầu này để cho ba tụi này đãi mày một bữa nha không? Đúng rồi đó. Thời gian còn dài lắm, mấy ông không cần phải dành. Một khi Khải Duy đã quay trở lại thì hãy để tôi lo. Mày nói vậy, mày không về bển nữa à? Bà già ra lệnh về quê cưới vợ. Chịu thôi. Cưới vợ? Vậy là tiêu tùng sự nghiệp ăn chơi đời trái rồi. Tiêu tùng cái gì mà tiêu tùng. Nè thôi, có bây giờ tôi mang cái gì tới cho mấy ông nè. Cái gì vậy? Cái gì á? Ôi, quá đã nha. Chúc mừng sự trở lại của Khải Duy. Vô. Anh Duy, đi nước ngoài về có chuyện gì vui kể cho tụi em nghe chứ. Bên đó hả? Chuyện vui nó nhiều lắm. Nhưng mà anh chỉ thích kể chuyện anh phong lưu với mấy em mắt xanh ở bên đó. Không chỉ mấy em thích nghe mà tụi này cũng muốn nghe nữa. Ê, ông kể đi. Con gái ngoại quốc nó có đẹp bằng mấy em ở nước mình không?
Làm sao mà nó bằng em được? Đây, thưởng cho tụi em đây. Em cảm ơn Duy. Cảm ơn anh. Anh đúng là công tử hào phóng. Tụi em nhất định sẽ hầu hạ anh thật chu đáo. Vô. Khải Duy, Khải Duy. Vô. Khải Duy. Vô. Thì em ở chỗ này hả? Mình ơi, ủa sao anh biết em đây vậy anh hai? Thì ra anh cũng thường tới đây. Vậy mà làm ra dễ đạo mạo. Em đừng có nói bậy như vậy. Chị hai em mà nghe được á, không có tốt đâu. Những nơi nham nhú như vậy anh không bao giờ tới. Nhìn anh kìa, em mới chỉ nói một, anh thanh minh ra một tràng dài. Nhưng mà không sao, chưa tới thì bây giờ tới. Em sẽ nói mấy em hầu hạ anh hai nha. Ê, tụi em ơi, dạ. Một vô anh. Ra đây nói chuyện tí. Trời, có làm sao đâu, chơi cho nó vui. Em ra đây. Gì? Anh không phải đến để trác tán, anh chỉ tới theo lệnh của má. Lệnh của má hả? Ừ, má biết á, chắc chắn em sẽ tới đây nên sẽ anh tới để kiếm em, rồi kêu em về nhà ngay. Cái gì? Về liền hả? Ừ. Anh không thấy là cuộc vui của em chỉ mới bắt đầu. Má lệnh là bằng mọi giá anh phải đưa em về nhà. Bây giờ em không về thì sao? Em không về đó. Má đã kêu thầy Cai đi theo anh rồi. Nếu như em không về á, thì sẽ cho lính tới khám chỗ này ngay lập tức. Anh không thể giả lơ cho em chơi chút xíu được sao anh hai? Giả lơ cho em thì không có gì khó với anh hết. Tuy nhiên, anh không muốn em xa vào câu chuyện năm xưa. Khải Duy à, em lớn rồi, em cũng nên bỏ cái tính ăn chơi đàn điếm đi. Đã một lần rồi, em không có biết sợ sao. Anh Giang, em về đi. Anh nói ai ăn chơi đàn điếm vậy? Nếu không phải nãy anh á, là anh của thằng Duy á, thì nãy giờ á, tôi không có ngồi yên ở đó đâu. Kêu một tiếng là cảnh sát sẽ ra hầu hạ anh. Bình tĩnh, đi về. Đi về. Thôi được rồi, anh muốn em về thì em về. Mình về. Thiệt tình, nếu không bị phá đám, giờ này đã cùng đám bạn lên thiên đường rồi. Gì vậy trời? Đứa nào vậy? Dạ, cậu ba. Mày làm gì mày? Mày nhìn thấy tao như thấy ma vậy mày? Dạ, dạ cậu ba. Trời, sao trên giường mày không ngủ, mày nằm dưới đất? Dạ. Mày làm tao dấp mà xém chút xíu tao té lộn cổ rồi đó. Con xin lỗi cậu ba, từ nay con không ngủ dưới đất nữa. Có phải con Hiểm nó đuổi mày xuống đất nằm không? Dạ, dạ không phải. Dạ không phải đâu cậu ba. Tao hỏi sao không nói? Nói đi đừng có sợ.
Nếu đúng như con Hiểm nó đuổi mày xuống đất nằm, tao đánh nó nát xương. Nói. Dạ không, không có, không phải đâu cậu ba. Tại vì con thấy nằm trên gián chật chội nực nội quá nên con mới xuống đất con ngủ, cho nó mát á cậu ba. Mày tính bao che cho nó nữa hả? Mày đừng tưởng là tao không biết rồi qua mặt tao một lần nữa nha. Cậu ba nói con qua mặt lần nữa là sao hả? Lần trước mày không có nấu canh mà mày cũng nhận là mày nấu. Mày tưởng tao không biết hả? Vậy cậu ba biết hết rồi hả? Mới nhìn qua là tao đâu biết hết rồi. Mày khôn hồn là từ nay đừng bao giờ qua mặt tao một lần nào nữa nghe chưa? Dạ, lần đó cậu ba biết mà sao cậu ba không đánh con? Tại tao ghét con Hiểm, tao ghét cái thối ma lanh khung giặc của nó nên tao mới tha cho mày. Bây giờ nói thiệt đi, có phải là nó đuổi mày xuống đất nằm không? Dạ không, không phải đâu. Là tự con xuống dưới đất con ngủ cho mát, thiệt mà. Ủa, mà khuya rồi cậu ba không buồn ngủ hay sao mà cậu ba đứng nói chuyện con hoài vậy? Tao thấy đói. Mày coi vô bếp còn gian dọn ra cho tao. Chàng ơi, cậu ba đói bụng hả? Sao nãy giờ cậu ba không nói sớm? Để con nấu món tuyệt vời này cho cậu ba ăn nha. Cậu ba uống nước đi. Dạ, con biết là cậu ba đói bụng chứ không có khát nước. Nhưng mà cậu ba cứ uống tạm miếng nước đi. Một hồi á là cậu ba hết khó chịu liền à. Đợi khi con nấu đồ ăn xong rồi á, con sẽ dọn ra cho cậu ba ăn liền. Cậu ba tin con đi, trước đây á con cũng hay bị đói lắm, còn uống ly nước vô cái là hết khó chịu liền à. Cho nên con có kinh nghiệm lắm. Tao uống hết ly nước này mà không hết khó chịu là mày coi chừng tao đó. Con đảm bảo với cậu á, uống hết ly nước này là cậu hết khó chịu liền. Nếu không á, con sẽ cho cậu ba đánh 10 roi luôn. Dạ xong rồi. Con mời cho tao ăn cái gì vậy? Dạ, cơm chiên. Thì ra cái món tuyệt vời của mày là mày lấy cơm nguội mày chiên cho tao ăn. Nửa đêm mà mày cho tao ăn khô cứng ngắc vậy sao tao nuốt nổi? Dạ, cậu ba cứ thử đi. Con bảo đảm với cậu ba là ngon mà. Cậu ba thấy như sao? Ngon không cậu ba? Cũng được. Mà trộn cái gì mà hầm ba lăng ở trong này vậy? Dạ, con lấy cơm nguội nè. Xong rồi con đập một cái trứng. Rồi con thêm muối, tiêu, thêm chút xíu hành nữa. Phi tỏi thơm lên là con chiên. Mày cũng đói nữa hả? Dạ không, không, tại con kể xong rồi con thèm. Thèm ăn đi. Dạ, dạ con không dám cậu ba. Con không dám, con xin lỗi cậu ba. Tại con nói vậy thôi chứ con không. Mày làm gì quýnh quán lên vậy? Tao no rồi, thèm thì ăn đi. Cậu ba nói thiệt hả? Ừ. Dạ. Dạ con cảm ơn cậu ba. Thôi cậu ba đi ngủ đi. Tao muốn thấy mày ăn trước mặt tao. Ăn trước mặt cậu ba hả? Vậy kỳ lắm. Tao biểu ăn thì cứ ăn đi. Dạ.
Đâu mà gấp gáp mà má phải chạy đôn chạy đáo vất vả quá vậy? Trời đất ơi, đi kiếm người thừa kế nối dõi tông đường mà con không cho là gấp, vậy theo con á, chuyện gì mới là gấp? Nhưng hôm qua mình mới tới nhà ông Hương Quảng, chưa gì á má lại chạy sang nhà ông Hội Đồng Thăng nữa. Má chỉ có một mình Khải Duy thôi, nếu mà má hỏi cưới nhiều nơi như vậy á, lỡ như mọi người đồng ý một lúc hết thì biết chọn ai bỏ ai hả má? Không khéo thì lại mất lòng nhiều người nữa. Cái từng tuổi này rồi, hai cái thứ tóc trên đầu rồi, chẳng lẽ cái chuyện sơ đẳng như vậy đó mà là má phải đợi con nhắc hay sao? Hôm qua nhìn vô mắt ông Hương Quảng á, là má biết ông ấy không có chịu gả con gái cho Khải Duy rồi. Chỉ là lịch sự thôi, cho nên mới giả bộ xin cái lịch hẹn để tìm cớ quản binh thôi. Chuyện Khải Duy đánh chết người năm đó quá rầm rộ, con nghe là khó đó. Thì đó, má biết là khó cho nên má mới nhọc công đây. Chứ danh giá như nhà mình, đàng hoàng như con á, thì chỉ cần đánh tiếng một cái á, là con gái nó theo hà rầm mà. Má đâu có phải nặng lòng lo. Má, má thấy đẹp không má? Sao tự nhiên má lại kêu con hôm nay ăn mặc trịnh trọng như vậy? Sao mà tự nhiên được? Hôm nay nhà mình có khách. Khách gì mà quan trọng vậy má? Thì con cứ ngồi đi rồi lát nữa con biết à. Dạ. Chị Hội ơi, chị Hội, có nhà không chị? Mời má. Trời ơi, chào chị Năm. Chào chị Năm. Mời chị ngồi. Mời chị Năm uống nước. Uống miếng nước cái đã. Sao rồi? Được không? Đương nhiên là phải được rồi. Nếu không được thì làm sao tôi dám kêu chị với cậu hai đây chuẩn bị chứ. Nhưng mà nhắm được không? Cứ gặp đi rồi sẽ biết. Hạnh Dung, vô đi con. Dạ, con chào bà Hội. Em chào anh. Văn. Văn. Dạ. Em nó hỏi con kìa. Dạ, dạ. Chào em. Đó, bây giờ chị mới biết cái tài của tôi đúng không? Ừ.
Thành Dung. Dạ cậu hai. Sao em xưng hô với anh khách sáo như vậy? Cứ như thường ngày không được sao? Hay là em còn giận anh? Phận em thấp kém, đâu có dám mơ cao, làm sao mà dám giận cậu hai. Hạnh Dung à, em đừng có như vậy mà. Đừng nói lời cay đắng với anh. Nhưng sự thật là anh đã đi cưới vợ. Anh cũng muốn gặp em làm gì? Chuyện cưới vợ là do má anh ép thôi, chứ lòng anh vẫn yêu em. Hạnh Dung à, hãy nghe anh giải thích. Má anh không có chê em đâu, chỉ là... Chỉ là em tuổi Dần, còn anh tuổi Hợi, phạm vào tứ hành xung. Chị Năm đã nói cho em nghe rồi, anh không cần phải giải thích gì nữa. Nếu em đã biết sự thật rồi thì sao em lại tránh mặt anh chứ? Mấy lần anh hẹn cũng không ra cho anh gặp mặt nữa. Vì em không muốn chị Sáng hiểu lầm. Với lại chị Năm cũng đã hỏi cưới em cho anh Quang, con trai của dì ấy rồi. Em nhận lời lấy con trai dì Năm sao? Dạ. Tại ba má em biểu, em không dám cãi. Thôi chiều rồi, anh để em về, không kẻo trễ. Thấy hay là mình thôi đi kiếm vợ cho Khải Duy đi má. Sao lại thôi? Chẳng lẽ con cũng giống vợ của con, sợ nó lấy vợ rồi tranh giành gia tài của con hả? Dạ không, con không đời nào nghĩ như vậy đâu. Chỉ là con nghĩ vợ chồng nếu mà muốn hạnh phúc phải yêu thương nhau, chứ cưới theo kiểu mai mối rồi cha mẹ đặt đâu ngồi đó thì không có hạnh phúc đâu. Con đã lỡ nên không muốn chú ba bước theo bước của mình. Ý con nói vậy là trách má không cho con cưới Hạnh Dung phải không? Dạ, con nào dám trách má. Khải Duy nó học Tây về, tính tình nó rất phóng khoáng, nên con e là... Thôi thôi, con đừng có bàn ra nữa. Ý má đã quyết rồi, má không có thay đổi nữa. Kính lại cửu quyền thất tổ, ông bà nội ngoại đôi bên, xin phù hộ cho thằng Duy của con mau sớm tìm được vợ, sớm sanh con đẻ cái để nối dõi tông đường. Sống khôn thác thiên, nhớ phù hộ cho những người còn sống sớm quên đi chuyện cũ nha ông. Mày đã làm gì con gà của tao? Dạ cậu ba, con không có làm gì con gà cậu ba hết á. Không làm gì hả mày? Cậu ba ơi, không làm gì
Mà con gạo của tao mới ngày hôm qua còn bé sưng sởi, sáng nay nó đã lăn đục ra chết là sao? Nói, có phải là mày ghét tao bắt mày coi sóc con gà rồi nên mày cố tình thuốc cho nó chết có phải không? Dạ không, gà của con có lớn bằng rồi, con cũng dám làm vậy đâu cô ba. Chắc là nó bị trúng gió nó chết đó cô ba. Trúng gió mày? Cô ba, nói cách gì mày cũng có tội hết. Mày có biết con gà này tao mua bao nhiêu tiền không? Người cái mạng của mày cũng không bằng cái cửa của nó đâu. Cậu ba. Dạ ơi. Cậu ba. Lên mẹ trôi đây. Chết. Còn có mà cậu ba. Chết. Trôi mày chết. Dành lại con gà của tao. Dạ hả? Quỳ lên. Cô ba tha cho con. Con không dám tái phạm lần nữa đâu cô ba. Con sẽ đền cho cô ba mà cô ba. Con mày thứ hai hả? Mày cũng biết con gà của tao bách chiến bách thắng. Tao phải sang tận Cao Miên để mà mua được nó về đây. Mày lấy cái gì ra mà đền hả? Nói dạ. Lấy cái gì ra mà đền? Nói mày lấy cái gì mà đòi cho tao? Không, ai con? Con chết! Cậu mày lấy cái gì để cho tao? Lấy cái gì? Lấy cái gì? Lấy cái gì? Cậu ba dừng tay lại đi cậu ba. Thằng Lân nó xỉu rồi kìa. Tụi làm bộ xỉu là tao sợ hả? Lấy nước tạ cho nó tỉnh. Dạ. Lân. Cậu ba. Cậu ba. Thằng Lân nó. Nó sao? Nó hết thở rồi cậu ba. Thì con cũng muốn mau sớm sinh con, hoàn thành tâm nguyện của má cho má vui vậy mà. Chứ không phải lo mất phần hả? Má. Má thì sao cũng được hết á. Miễn là con chịu sanh giáo cho má là má vui rồi. Muốn sao cũng được hết. Coi gà thì có lúc, lúc nào rảnh tay thì là làm chuyện khác. Hiểu chưa? Đúng rồi đó chú ba. Chú làm như vậy á, rồi người ăn kẻ ở trong nhà họ phân biệt, có làm sao được? Tôi nói vì đó, đứa nào phân biệt tôi dốt da nó ra đó. Con thấy hay là mình thôi đi kiếm vợ cho Khải Duy đi má. Sao lại thôi? Chẳng lẽ con giấu vợ của con, sợ nó lấy vợ rồi tranh giành gia tài của con hả? Dạ không. Con không đời nào nghĩ như vậy đâu. Cậu ba có sao không? Thảo nào cái gì? Xuống bắt con gà cho tao. Dạ. Chịu nói gì ngày mai bỏ đó đi cho tao. Mong cho Khải Duy bình tâm lại.